sau nhiều ngày đóng cửa, tạm dừng kinh doanh, thực hiện lệnh giãn cách xã hội, hiện nhiều chủ quán ăn, nhà hàng trên địa bàn tỉnh ta đã bắt đầu hoạt động trở lại, nhưng vẫn chủ động đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Theo đó, các cửa hàng kinh doanh đã được phép hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 23 tháng 4. Tuy nhiên, theo ghi nhận thì việc giữ khoảng cách và tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cũng được các cửa hàng dịch vụ kinh doanh đặt lên hàng đầu. Bên cạnh việc vệ sinh đồ đạc các dụng cụ để phục vụ việc kinh doanh, tại thành phố Hưng Yên, một số cửa hàng cũng đã có những cách bố trí bàn ghế cũng như giảm số lượng bàn ghế để phục vụ khách hàng ăn uống. Hôm nay quán mới quyết định mở cửa hàng. Và khi mở ra thì quán có sự chuẩn bị rất là chu đáo, ví dụ như là mua thêm bàn ghế và khu rửa tay trước khi vào quán, có xà phòng và nước khử khuẩn. Khi mà khách vào thì mình sẽ bố trí để khách ngồi khoảng cách nhau giữa khoảng 1 mét rưỡi đến 2 mét. Cửa hàng kinh doanh cơm văn phòng của anh Chu Văn Thắng ở đường Phó Đức Chính, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào thực hiện đóng cửa từ mùng 1 tháng 4. Khi nghe thông báo được mở cửa trở lại, anh đã cùng nhân viên dọn dẹp lại quán để đón khách. Cửa hàng đã trang bị nước rửa tay, đo thân nhiệt để đảm bảo phòng dịch. Do mọi người cũng hạn chế ra ngoài nên ngay trong ngày đầu tiên được mở cửa trở lại, số lượng khách cũng không nhiều. Nhà em thì đang chuẩn bị dọn dẹp lại nhà cửa, nó cũng đi lại hoạt động bình thường nhưng vẫn giữ về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, và thứ hai là cả phòng chống dịch, nhưng mà cũng yêu cầu khách hàng rửa tay và ngồi khoảng cách giữ an toàn. Khách ở quán thì nó cũng không quá 20 người. Để kiểm soát dịch COVID-19 và chung sống an toàn thì mỗi người dân và đặc biệt là các chủ cửa hàng kinh doanh dịch vụ phải tự giác thực hiện nghiêm túc các biện pháp và yêu cầu phòng dịch chung của Ủy ban Nhân dân tỉnh.